Mời hai chàng trai về vị trí. Và bây giờ đàn trai đàn gái đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Chờ đón xem tần số tình yêu sẽ xuất phát và phát tín hiệu đến chàng trai nào đây. Chỉ một cuộc gọi mà thôi. Tuấn ơi, em nói vài lời đi, để ba anh có gọi cho em hay không? Đốn tim nàng đi nào. Từ đầu tới giờ là mình chỉ có một quyết định duy nhất, đó là chọn bạn Hiền Anh thôi. Cho nên là mong bạn cũng nhận ra tình cảm chân thành của mình. Đến với nhau thì chắc là con chó con mèo cũng vui lắm. Hay, tâm lý, thực tế. Được. Biết người ta thích thú cưng, đẩy chó mèo vô sao người ta chịu nổi. Bây giờ hai bạn giơ cái điện thoại lên đi. Đón nhận và tín hiệu. Hiền Anh sẽ là người quyết định gọi cho Tuấn hay là gọi cho Sang. Gia đình nội ngoại em đã bưng sẵn mâm quả, chỉ tràn vô đạt đám cưới thôi. Đếm ngược nè. 10 9. Giọng của bạn số 4 nghe rất là dễ thương, và giọng bạn số 2 nghe rất là chuyên nghiệp và chững chạc nha. Nhưng bây giờ nếu mà anh muốn thì em có thể bế con chó của em qua nuôi chung với con mèo của anh được không? Dạ, nếu mà chó mèo cãi nhau nhưng mà ba mẹ hòa hợp thì cũng vì con mà hòa hợp với nhau. 8 7. Em ấn tượng nhất là bạn số 3. Dạ, em giữ nguyên ý kiến ban đầu của em là bạn số 2 ạ. 6 5. Em có một chút xíu thay đổi. Và thay đổi là? Dạ, số 2. 4 3 2. Dạ, chỉ cho bao nhiêu lần thì em cũng không thay đổi quyết định của mình. Là bạn số 2, bạn Huyền Anh. 1 và. Tần số tình yêu sẽ xuất hiện ở điện thoại của chàng trai. Wow. Rồi, Nhật Tuấn. Alo, Tuấn. Nhật Tuấn, nghe máy nào. Anh rất vui vì em đã chọn anh hôm nay. Thôi bây giờ mình quay lại nói chuyện đi, tốn tiền điện thoại em quá. Thực tế ghê, yêu quá. Hiền Anh, nói thẳng, tốn tiền quá luôn. Rước nàng về. Rước nàng lên trên đây đứng. Rồi, dễ thương quá, con bé xinh nữa. Nhìn Hiền Anh cái, nói cho tôi cảm giác làm sao nè. Hiền Anh rất là xinh đẹp và có một giọng hát rất là hay. Đúng vậy. Dạ, cảm ơn anh. Em thấy sao làm sao? Anh đẹp trai lắm, nhưng mà tại vì anh Tuấn anh nuôi động vật giống em. Dễ thương quá. Về đi. Về đi. Nói với chào tạm biệt em nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Em thấy không, tất cả các bạn đây đều ủng hộ em hết. Chúc em thành công trong cuộc sống. Dạ, chào chị. Chào em. Tạm biệt Thanh Sang. Cảm ơn Sang. Mời cặp đôi vô giữa. Rất là đẹp đôi luôn á, dễ thương lắm luôn. Bây giờ được nắm tay rồi, nói gì với là Hiền Anh coi. Nắm hai tay. Anh rất vui vì hôm nay đã có cơ hội được gặp em và tìm hiểu thêm nhiều về em. Thật sự là giọng hát của em rất là hay và khiến là anh siêu lòng luôn, thật sự. Dạ, cảm ơn anh. Và anh mong đây là cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Còn em thì sao? Em giờ em run quá, không biết nói. Làm cho em bớt run đi. Trời, gọn gàng luôn chị. Nắm tay nhau nha. Đi trên một quãng đường còn rất là dài này, tụi em còn rất là trẻ ha. Mong muốn là tụi em sẽ thành đôi cho tới ngày thành gia lập thất luôn. Chị trân trọng gửi tặng hai em. Nhớ nha, nhớ công của ông Mai bà mối nha. Chương trình lúc nào cũng dễ thương như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tần số tình yêu. Và hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mi. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi ai là Du, ai là Trinh? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Dư Ngọc Thanh, mọi người hay gọi bằng cái tên thân mật là Thanh Du. Rồi bây giờ nè, đang làm gì nè, bao nhiêu tuổi nè, để các bạn trai bên trong nghe luôn. 27 tuổi, hiện tại em đang là một người dẫn chương trình truyền hình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy kế bên là Trinh rồi. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Thùy Trinh, năm nay em 26 tuổi.